những bí mật thú vị khi Brad Pitt và Leonardo DiCaprio cùng đóng phim. Once Upon a Time in Hollywood kể câu chuyện về một nam diễn viên có tuổi, bắt đầu rơi vào cảnh hết thời, vai diễn do Leonardo DiCaprio đảm nhận. Bên cạnh anh là người bạn thân thiết cũng đồng thời là diễn viên đóng thế hợp tác lâu năm, vai diễn do Brad Pitt đảm nhận. Chuyện phim lấy bối cảnh năm 1969 ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Bộ phim nhận được sự quan tâm không chỉ bởi ekip đình đám tham gia thực hiện, mà còn bởi phim có nhiều chi tiết bên lề rất thú vị. Once Upon a Time in Hollywood là bộ phim tham vọng nhất trong sự nghiệp của Quentin Tarantino tính tới thời điểm này. Bộ phim đã chứa đựng nhiều điều bí mật ngay từ khi dự án điện ảnh mới bắt đầu được triển khai. Chẳng hạn, đạo diễn Tarantino không cho phép sử dụng điện thoại di động trên phim trường. Ngoài ra, cả bộ phim chỉ có một cuốn kịch bản đầy đủ được giữ trong két sắt nhà đạo diễn, nhưng cuốn kịch bản còn lại chỉ gồm lời thoại của từng vai diễn. Điều này được thực hiện để tránh gây rò rỉ nội dung phim. Chiêu thức này đã từng được đạo diễn Tarantino áp dụng trong những bộ phim trước đây của mình. Và còn những điều gì thú vị, thậm chí lập dị, khi những quái kiệt của giới điện ảnh cùng hợp sức làm một bộ phim. Không được sử dụng điện thoại trên phim trường, đạo diễn sẽ sa thải ai vi phạm điều này. Diễn viên Timur Theon, một thành viên của đoàn phim đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng đạo diễn Tarantino không cho phép sử dụng điện thoại trên phim trường, chỉ cần rút điện thoại ra thôi, coi như bạn đã xong, không có bất cứ nhân nhượng nào hết, bạn sẽ phải đi về nhà. Có những bốt điện thoại được đặt ngoài phố, các thành viên đoàn phim có thể ra đó để thực hiện những cuộc gọi nếu có nhu cầu. Việc không cho phép sử dụng điện thoại trên phim trường nhằm mục đích đảm bảo nội dung phim không bị lọt ra ngoài bởi những đoạn clip quay lén, và còn để tạo nên một môi trường làm phim không bị sao lãng bởi sự hiện diện của điện thoại thông minh. Chỉ có một cuốn kịch bản hoàn chỉnh được đạo diễn Tarantino giữ trong két sắt nhà mình. Tarantino là người duy nhất được nắm giữ cuốn kịch bản hoàn chỉnh này. Các thành viên trong đoàn phim cần được đọc kịch bản hoàn chỉnh sẽ phải tới nhà Tarantino hoặc tới văn phòng của ông. Thường đạo diễn sẽ ngồi lại trong phòng khi các thành viên xem cuốn kịch bản, để đảm bảo không có việc chụp lại kịch bản rồi lan truyền nội dung. Chính điều này đã được các diễn viên của phim xác nhận. Phương án này đã được đạo diễn thực hiện nghiêm túc bởi kịch bản một số bộ phim của đạo diễn Tarantino đã từng bị rò rỉ ra ngoài. Ngoài ra, đạo diễn còn yêu cầu những người muốn đọc kịch bản hoàn chỉnh phải ký vào một thỏa thuận không tiết lộ nội dung. Kỳ thực, chỉ có 3 diễn viên chính của phim là từng được đọc cuốn kịch bản này. Tin đồn rằng Leonardo DiCaprio ghét giao tiếp bằng mắt là sai. Xung quanh các nam tài tử nổi tiếng luôn có những tin đồn lập dị, chẳng hạn người ta nói rằng Leonardo DiCaprio rất ghét giao tiếp bằng mắt với các thành viên trong đoàn phim và mọi người được yêu cầu tránh nhìn chằm chằm vào nam diễn viên. Dù vậy, thiết kế sản xuất phim bà Barbara Ling đã phủ nhận điều này, DiCaprio là tài tử rất dễ chịu, thậm chí là người dễ chịu nhất mà tôi từng gặp. Margot Jaby sử dụng trang sức của nữ diễn viên quá cố Sharon Tate khi đóng phim. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên Margot Jaby tiết lộ rằng cô đã sử dụng một số nữ trang của nữ diễn viên quá cố Sharon Tate, thậm chí cô còn nói chuyện với người em gái của Sharon Tate để hiểu thêm về nhân vật mà mình hóa thân. Sử dụng một số nữ trang của Sharon Tate và dành thời gian trò chuyện với em gái của cô ấy khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn với nhân vật. Bên cạnh việc đọc những bài viết và xem những thước phim về cô ấy, Margot Jaby cho hay. Trong phim, Margot Jaby đảm nhận vai Sharon Tate, nữ diễn viên xấu số từng bị sát hại hồi tháng 8 năm 1969 bởi một băng nhóm tội phạm. Khi ấy, Sharon Tate đang mang thai ở tháng thứ 8. Dù vậy, bộ phim có cách tiếp cận khác so với thực tế câu chuyện bi kịch này. Brad Pitt thực hiện cảnh được chú chó Pitbull phấn khích liếm mặt bằng cách nào? Trong phim, nhân vật của Brad Pitt, Pitbull, có một chú chó Pitbull tên là Brandy. Để thực hiện được cảnh chú chó phấn khích liếm mặt chủ, Brad Pitt đã phải bôi đồ ăn dành cho trẻ nhỏ lên mặt và cổ để khiến chú chó hào hứng đóng cảnh này. Chia sẻ về cảnh diễn này, Brad Pitt hài hước cho hay rằng anh đánh giá độ khó của cảnh phim chẳng khác nào Tom Cruise tự lái máy bay phục vụ diễn xuất. Brad Pitt tiết lộ điều này sau khi nhận được câu hỏi rằng anh có phải trải qua khó khăn nào khi tham gia bộ phim này hay không. Tarantino cầu kỳ tới mức dành thời gian để sáng tạo ra hãng thức ăn dành cho chó. Thương hiệu đồ ăn dành cho chó mà nhân vật Pitbull thường mua cho chú chó Brandy của mình đã được đạo diễn Tarantino dành thời gian sáng tạo chi tiết. Trong cảnh phim nhân vật Pitbull về nhà và cho chú chó Brandy ăn, người xem sẽ được thấy túi đồ ăn mang thương hiệu Win Etude, nhanh sói với những hương vị đa dạng gồm chuột, gấu mèo, thằn lằn. Khẩu hiệu của thương hiệu này là Good Food for Mean Dogs, đồ ăn ngon cho những chú chó xấu tính. Có 3 chú chó vào vai Brandy, Brad Pitt phải làm thân với tất cả những chú chó này. Dù chỉ có một chú chó tên Sajuji được nhắc đến trong phần danh sách diễn viên, nhưng kỳ thực có 3 chú chó vào vai Brandy, người bạn 4 chân trung thành của nhân vật Pitt. Để tạo sự thân tình trong những cảnh diễn, Brad Pitt đã phải dành thời gian để ở bên những chú chó này trước khi cảnh phim bấm máy, để sự gắn bó trên phim có vẻ chân thực và để những chú chó có thể làm theo các yêu cầu của Brad Pitt một cách dễ dàng hơn. Người chủ của những chú chó sẽ tới phim trường từ sớm, Brad Pitt cũng vậy, hai bên dành thời gian để nam tài tử chơi đùa, vuốt ve những chú chó trước khi cảnh phim bắt đầu. Quay phim ra Bert Z. cho hay, Brad Pitt sẽ lại gần những chú chó, cho chúng ăn, vỗ về chúng để tạo mối thiện cảm. Cảnh Brad Pitt đấu với Mai Mohor, người vào vai Lý Tiểu Long, là đấu thật. Diễn viên đóng thế gia Robert Olan dâu tiết lộ cảnh Brad Pitt đấu với Mai Mohor, người vào vai Lý Tiểu Long, là cảnh đấu thật của cả hai nam diễn viên. Trước đó, anh đã dành ra vài tháng để cùng luyện tập với Brad Pitt và Mai Mohor để họ tự thực hiện được những cảnh chiến đấu trong phim và không cần diễn viên đóng thế. Robert Olan dâu tiết lộ, tôi đã tham gia nhiều phim cùng với Tom Cruise, người nổi tiếng tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm mà không nhờ diễn viên đóng thế. Tôi biết cách để các diễn viên có thể tự thực hiện được cảnh khó của họ. Bích Ngọc. Theo Insider, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.